Ai từng ăn quả này chưa? Xài lắm nha. Quả chín nó lấp ở bên trong. Chín lòng ươm ngọt nịm. Chín một lớp xuống dưới. Thì quả đường hạnh xanh đây là chín tự ý ai nhà làm yên rồi. Chui xuống gầm mái này. Quả chín ở dưới gầm. Nhiều luôn ạ.